Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Đào tạo Pha chế Namat. Mình là Xuân Thắng, hiện tại đang là giảng viên tại trung tâm. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một công thức có một cái tên là Bikiti, một cái tên rất là hay và một cái tên rất là đáng yêu. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu về phần nguyên liệu cũng như là dụng cụ để chúng ta làm món này nhé. Đầu tiên là về nguyên liệu thì đối với món này chúng ta sẽ phải có dụng một chút nguyên liệu là chà nhài. Thì cái phần chà nhài này với tỷ lệ ủ là 1:45, mọi người có thể tham khảo một vài video trước mà mình đã chia sẻ với mọi người về cách ủ, về nhiệt độ trà và thời gian ủ trà. Đấy, ba cái rất là quan trọng trong việc ủ chà nhài. Tiếp đến là chúng ta cần phải có ép dưa hấu. Ở đây thì mình đã ép sẵn cho mọi người rồi. Về phần dưa hấu thì mọi người nên lựa chọn những trái dưa hấu thật là tốt để chúng ta ép ra được cái một cái màu dưa hấu thật là đỏ như này mọi người nhá. Tiếp đến này thì mọi người cần phải có thêm cho mình là chanh leo tươi. Chanh leo tươi thì ở đây mình đã lọc sẵn cho mọi người ở cái phần ruột rồi. Hàm lượng đường để tạo độ ngọt, một mình nước ép dưa hấu thì chưa chắc đã tạo độ ngọt, bởi vì dưa hấu thì sẽ có những quả mà nó ngọt, có những quả nhạt. Vì vậy mọi người cần vẫn là cần thêm đường để chúng ta tạo độ ngọt rồi nhé. Ngoài ra thì mọi người cần phải có thêm là hàm lượng đá để làm lạnh hỗn hợp này. Trong phần dụng cụ thì đối với món này mọi người phải sử dụng cho mình là bình lắc. Bình lắc ở đây thì là bình lắc nhựa, mọi người có thể hoàn toàn sử dụng là bình lắc inox thoải mái không sao hết. Làm sao miễn sao là cái dung tích của nó là 500ml trở lên là được. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào phần cách làm món này mọi người ha. Bước 1 này thì mọi người sẽ đong cho mình hàm lượng trà và hàm lượng nước ép dưa hấu vào trong bình lắc trước. Nếu như trà mọi người nóng thì theo mình là mọi người nên đong trà, đong đá rồi hắn đến nước ép, để tránh trường hợp là nước ép của mọi người nó tiếp xúc với cả trà nóng thì nó sẽ làm hỏng cái nước ép của mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên là về hàm lượng trà, mọi người sẽ đong giúp mình là 60ml. 60ml trà. Rồi bước tiếp theo này, sau khi mọi người đã đong được trà vào rồi này, để tránh hiện tượng mà mọi người bị trà bị nóng ấy, tiếp xúc với cả dưa hấu thì mọi người sẽ cho mình đá trước nhá. Trà thì thực ra ở đây là trà của mình đã nguội rồi, nhưng mà muốn là làm đúng theo các bước để về nhà mọi người làm không bị lệch thì đá mọi người sẽ đong giúp mình là gần đầy bình lắc 500ml luôn, lượng đá là 200g. Bước tiếp theo thì sẽ là nước ép dưa hấu. Nước ép dưa hấu thì mọi người đong giúp mình là 60ml nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ phải có thêm nước cốt chanh leo và đường. Nước cốt chanh leo mọi người sẽ sử dụng cho mình là 20ml. Ở đây thì nước cốt chanh leo thì mọi người sẽ có thể cân chỉnh tùy theo cái hậu vị mọi người. Ở đây thì mình thích là chua nên là mình sẽ cho là 20ml. Còn nếu như mọi người cảm thấy cái độ chua này nó quá cao so với mọi người thì mọi người hoàn toàn có thể giảm cái độ chua này về khoảng tầm 15ml thôi. Tiếp đến là đường. Thì đường mình cũng sẽ sử dụng là 20ml luôn, để cho mọi người rất là dễ nhớ công thức 60-60, 20-20. Rồi, sau khi mọi người đã cho toàn bộ nguyên liệu vào rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp bình lắc lại và mọi người lắc đều hỗn hợp lên nhé. Nắp to lại trước, nắp nhỏ lại sau, để tránh trường hợp bị tạo suất. Rồi. Đối với phần này thì mọi người lưu ý là chúng ta sẽ phải lắc kỹ một chút, bởi vì để cho cái chanh leo của mọi người ấy, nó tách được cái sơ ra khỏi cái hạt, thì nếu như mọi người lắc nhẹ thì nó sẽ không lên được cái vị chua. Ok, bây giờ thì mọi người cùng cho hỗn hợp này ra cốc. Đối với cốc này thì ở đây mình đã trang trí sẵn cho mọi người rồi. Cốc này thì mình đang trang trí bằng cái sốt dâu tây của AVM, một cái loại sốt chuyên sử dụng để trang trí, nó rất là cứng và hiệu quả. Đấy thì mọi người có thể trang trí lên trên này là một chút sốt AVM ở miệng và thêm một chút đường cát trắng. Cộng với đó thì đây mình đang đi co là phần hoa hồng. Sau đó mọi người có thể là cho hỗn hợp này ra cốc cho mình. Bước cuối cùng, mọi người có thể trang trí thêm cho mình một chút, đấy là phần ngọn lá húng bạc hà. Húng bạc hà này thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ vuốt hết cái phần lá lên nhá, vuốt hết lá lên và trang trí sang một bên. Cộng với đó thì mọi người có thể trang trí thêm cho mình một chút cam vàng. Rồi, như vậy là cốc đồ uống của mình đã được hoàn thành. Ở đây thì mọi người để ý cho mình là cốc đồ uống này sẽ có một cái màu rất là đẹp, màu hồng. Độ ngọt mọi người nhớ là cân chỉnh theo cái hậu vị của mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Học viện Pha chế Namat mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.